Lê Chi xin cảm ơn quý vị khán thính giả vẫn giữ màn hình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng trở lại với chương trình vào phần 2. Thưa quý vị, thì hàng tuần chúng ta đều có phần là mỗi tuần một câu chuyện. Và có một câu chuyện mà cách đây vài tuần Lê Chi nhận rất là nhiều sự phản hồi cũng như lời tâm sự của quý vị. Có khi Lê Chi đi ra ngoài đường cũng gặp mấy chị. Bây giờ chị mới nghe nói tới hội câu Sài Gòn. Mà anh Tín thì ảnh cũng có hứa là ảnh sẽ theo dõi tìm hiểu để mà ảnh kể cho chị em chúng ta nghe. Thì thôi để anh Tín sau khi Lệ Chi đọc tiếp cái phần tìm hiểu về hội câu Sài Gòn thì Lệ Chi sẽ hỏi qua anh Tín nè. Nhưng mà ngược lại phải cho anh hỏi là em nữa. Lệ Chi không có dám hứa nha. Nhưng mà thôi thì Lệ Chi xin tóm tắt lại câu chuyện như thế này. Thì nói về cái hội câu Sài Gòn thì có một anh ở Việt Nam. Cái đó là tác giả của một phóng viên đó. Phóng viên. Đó, một phóng viên tòa báo thì ảnh thấy cái câu chuyện mà mọi người Việt bên đây tâm sự về cái chuyện hội câu Sài Gòn sau câu chuyện lần trước đó. Thì ảnh mới đi tìm hiểu. Ảnh mới tìm đến nơi cái địa chỉ mà cái người ta nói là cái hội câu Sài Gòn mà trên đường Nguyễn Du đó. Đó, nghe khoảng đó thì có nghe nói, nghe đồn là có nhiều cô. Thì ảnh mới gọi điện cho một cái cô Ái Liên, là qua một cái người bạn của ảnh bên Việt Kiều bên này nè, ảnh lấy cái số điện thoại đó, ảnh mới gọi tới, ảnh hẹn ra cái quán cà phê ngay khu vực đó, cô này có lập tức là hẹn ra đây đó liền. Thì ảnh mới nói là ảnh không phải là Việt Kiều, ảnh là bạn của anh Việt Kiều thôi. Từ anh Việt Kiều, cái anh cô này có hỏi liền, anh Việt Kiều đó là Việt Kiều nào? Thì ảnh đã được cho phép trước thì ảnh dùng cái tên Việt Kiều của một anh bạn ở bên Mỹ. Thì xin tạm thời lại chỉ lấy tên là anh David Dương, David Chương. Đó. Thì anh này, cô này cô mới nói là ồ vậy à, ảnh mời sởi lởi rồi sẵn nói ồ anh Chương có nhắn gửi gì cho em hay không? Em đang đợi ảnh rồi nói cô này mới tâm sự là má em đang bệnh nặng lắm, đang nằm ở trong bệnh viện đang chờ cấp cứu mà chờ tiền của ảnh về để mà giải quyết cho má em rồi được mới nhập dám nhập viện chứ còn em không có dám, không có đủ tiền cho má em bị ung thư. Đại khái như vậy. Thì anh phóng viên này nè, ảnh mới nói thôi được rồi, anh Chương ảnh nó có gửi tiền về cho anh đây. Nhưng anh mà đang thôi, giữ phải không? Anh đang giữ. Nghe vậy là cá cắn câu. Cô này có nói ô gia chị đưa cho em hay không, bây giờ anh sẽ cùng em đưa má em vô bệnh viện, anh sẽ đứng ra trang trải chi phí. anh tính có biết cô này trả lời sao? Không? Cô này nổi nóng liền, nói không, đưa tiền cho đây, ảnh hứa đưa tiền là đưa tiền thẳng đây, tại sao lại đưa qua anh rồi bây giờ phải đưa má anh vô bệnh viện nữa? Ông có cái cổ giận, cổ đang có nói là làm gì, cổ đang nóng giận như vậy thì có một cô gái khác, một cô nữa trong nhóm không? Trong nhóm bước vô, cái nói, ủa, mày đã trả lời cái điện thoại của con cha bên Thụy Sĩ hay chưa? Tức là có nhiều con cá lắm. Nhiều con cá. Cái anh này vậy à? Cái thì cô này, cái chuyện đó chuyện của tao, không mày không có dính dấp gì tới, tức là cổ cũng bị lộ mặt thế này. Xong cổ đi ra ngoài, cổ nói tôi đã gọi điện thoại cho anh David Chương đây. Thì ngay lập tức cổ mới bấm điện thoại nhưng mà có lẽ không được, xong cổ bỏ cô đi. Thì anh này ảnh cũng bị thất vọng. Ảnh mới nói chứ trời ơi, tự nhiên khi không rồi kiếm được mối chưa kịp khai thác gì để mà viết báo thì bây giờ gặp. Nhưng mà vô tình cái cô này cũng rất là dễ thương. Thì cổ mới ngồi tâm sự nói ủa anh quen sao rồi vậy đó. Thì nói tôi nghe nói hội câu Sài Gòn. Thì cô này em thật lòng em cũng trong cái hội đó. Tức là, nhưng mà sau này thì cổ cũng hơi hớ. Cô nói là thực sự thì tụi em cũng có hoàn cảnh khó khăn, ai cũng muốn, mà tụi em chỉ quen với mấy anh Việt Kiều thôi. Đó, chỉ quen mấy anh Việt Kiều. Và tụi em thì đứa nào cũng có công việc, nói tiếng Anh thì như gió. Đó thì cổ mới nói là tụi em khác với lại những cái trên mạng thì như là có nhiều cái website để mà làm quen lắm. Thì trong đó có những cái website là trong cái bài báo nêu ra như là S Sài Gòn hay là Badu hay là một số cái website như vậy. Thì cổ nói là có những cái nhiều nhóm vô, nhóm cổ là nhóm câu Sài Gòn, tức là những cô đã trên 40 mấy tuổi rồi, 50 tuổi công việc ổn định, nói chuyện rất là trí thức, và chuyên câu những ông già thôi, việc của già. Cái cỡ anh. Hoặc là sồn sồn trở lên. Còn những cái cô mà gái trẻ hơn thì có dạng là gọi là cái hội mãi dâm thì khác nữa, tức là mấy cô đó lên internet, mấy cô mãi dâm thì khác là lên internet. Show bận đồ rất là sexy. Nhưng mà mấy anh muốn coi thêm
thì gửi tiền hoặc chuyển tiền về thì em lần tới em sẽ cho anh coi nhiều hơn đó. Nhưng mà mấy cô có lẽ cũng thành công lắm anh, mà không hiểu tại sao mấy anh ông trời xanh rồi anh trời xanh thông cảm cái đó anh tính gọi là anh tính thông cảm đó. Thì còn những cái cô mà trong cái hội câu Sài Gòn này nè, thì mấy cô lên trển ăn mặc rất là kín đáo, nói chuyện rất là đàng hoàng, thành ra mà nói vào đúng tâm lý những cái ông lớn tuổi mà vợ chết hoặc là ly dị vợ hoặc sống độc thân hay như thế nào. Thì nhưng mà nói chuyện sau một hai bữa nha, mấy bữa sau mấy cô này stop, không vô nữa, không nói chuyện điện thoại. Nghĩa là không nói chuyện, cắt ngang. Cắt ngang thì mấy anh này tự nhiên thấy có gì sai vậy. Cái lòng tò mò của con người, tại mấy cô này rất là tâm lý anh hả? Đó, thì lâu lâu nhá lên thì mấy anh này bắt đầu bắt vô. Nó ồ, tại mấy hôm nay mẹ em bị bệnh phải đưa bệnh viện, hoặc là em bị mất chỗ làm, hoặc là cái xe em hư thì em bận biểu. Tức là cái lòng thương cảm. Cái mắt bóp, mắt đồng hồ, mất đồng hồ, mất gì đó, bị giật điện thoại, bị mất cái iPad là đã không có chat được, những cái lý do như vậy. Thì cuối cùng thì mấy anh, một cái những cái ông Việt kiều lớn tuổi này nè, mấy cổ kêu bằng toàn 5 bó, 6 bó, 7 bó. 5 bó là 50, 60, 70 thì lại chi, mới đọc tờ báo thì chi cũng, lại chi cũng không hiểu là tại sao có vụ bó là cái gì. Thì sau đó mới được giải thích như vậy. Thì sau đó thì những ông này gửi tiền về cho mấy cổ. Thì mấy cổ có một cái khoản thu nhập, rồi mấy ông về thì như là những cái đợt trước lại chi nói là thay phiên rồi chở đi đưa đón hay như thế này thế nọ đó. Thì cũng có trường hợp là có cô, có một cái trường hợp cô này cô kể là có một cô trong nhóm muốn mua một cái xe, một ông Việt kiều 7 bó về. 7 bó. Về làm quen trên mạng rồi cũng mời nó than thở đi làm không có xe. Thế ổng nói liền, cái xe bao nhiêu? Cái nói là cái xe chừng vài ngàn hay gì đó, người ta khoảng 100 triệu nhưng mà em được mối quen bán cái xe chỉ 50 thôi. Ổng nói kêu xe tới đây, anh trả tiền. Bảnh dữ. Là tính ra 2000 mấy thì có lẽ là cái tài sản mà lãnh hưu trí rồi 2000 mấy thì cũng ok. Thì khi mà cô này hẹn cái người đem xe tới thì trả tiền xong xuôi đó, thì mấy bữa sau khi mà anh này về nước rồi đó, về Mỹ rồi á, thì cái xe này lại trả về chính chủ. Thì lòi ra đó, cái xe này cổ mua chỉ có 6 triệu thôi. Bởi cái xe này là xe nhái, mà Việt kiều mình bên này thì đâu có biết xe nhái xe thật đâu. Thì đó là cái câu chuyện, mà cái đó là Lệ Chi xin tạm dừng ở phần 1 thôi. Bởi vì còn phần 2 sẽ còn hấp dẫn hơn nữa. Chắc vậy quá, anh cũng ráng đợi phần 2. Thưa quý vị, thì Lệ Chi vừa tóm tắt cái câu chuyện tiếp theo gọi là cái hội câu Sài Gòn. Thì Lệ Chi không biết không quý vị khán giả này có ai có kinh nghiệm mà dính dáng tới chưa, không cần lên tiếng đâu, nhưng mà có thể là chia sẻ. Còn anh Tính thì anh Tính có câu hỏi nào với Lệ Chi vậy? Nhưng mà thường là mấy anh 5 bó, 6 bó, 7 bó đó, người ta có kinh nghiệm sống nhiều lắm, làm sao mà người ta bị dính bẫy em ha. Có khi em nghĩ là cái sự tự tin quá, cái sự tự tin quá làm cho mình mất cảnh giác. Là cái thứ nhất, thì mình nghĩ là mình có kinh nghiệm sống mình biết. Thứ hai nữa là những cái cô này, cổ cũng rất lớn tuổi, cổ có kinh nghiệm sống rất là nhiều, không phải những cô gái trẻ. Thành ra là mấy ổng đã biết dính tới trẻ là không xong. Nhưng mà những cô ở đồng cảnh ngộ tỏ ra thương cảm thì lại chỉ nghĩ là cái chuyện mà mấy ông này dễ. Nhưng mà anh nghĩ chắc mấy cô này cũng có học qua khoa tâm lý ha. Khoa chiều chuộng ha. Khoa anh thấy đủ thứ khoa hết á. Nó hội tụ vô mấy cô này mới câu được mấy anh 5 bó, 6 bó, 7 bó. Đúng không? Nói chuyện làm sao mà thu hút nè. Đang chắc cứ chừng cái ngưng làm cho người ta bối rối, lo lắng. Lệ Chi mới đọc mà Lệ Chi cũng nói trời ơi sao mà hay quá ha. Cũng có kinh nghiệm nhiều. Nhưng mà thường anh thấy mấy cô bảnh có một cái điệp khúc màu vàng em ơi. Em biết điệp khúc gì không? Điệp khúc gì? Mẹ bệnh, nhà hư, mắt bóp, đủ thứ hết. Anh thấy lúc nào cũng vậy đó, mà luôn luôn hỏi chồng là không bao giờ có chồng. Hồi khi anh ở Việt Nam anh cũng tiếp xúc cũng mấy cô, anh hỏi thì ai lúc nào cũng hoàn cảnh giống nhau hết á. Rất là hay. Vâng, thưa quý vị, thì anh em chúng tôi vừa đem lại cái câu chuyện tiếp theo của là hội câu Sài Gòn, cũng khá thú vị.
Thì mong rằng nếu quý vị nào có kinh nghiệm hoặc là những cái câu chuyện mà chính xác hơn thì có thể chia sẻ để chúng ta cùng chia sẻ trong những cái show sắp tới. Còn bây giờ thì trước khi chúng ta chia tay để các chị để chuẩn bị đi chợ Tết á, thì là chị xin mời anh Tính có lời chia tay. À, kính thưa quý vị, chắc hôm nay thì đầu tiên thì Vinh Tính xin kính chúc quý vị và cô Lì Chi được nhiều nhiều sức khỏe. Cái chương trình này nó được tồn tại này cũng được một năm mấy rồi, thì cũng gần Tết đến rồi, mong rằng những cái cơ sở thương mại mà dịch vụ bảo trợ cho chương trình này, nếu quý vị đi đâu cũng vậy, ăn đâu cũng vậy thôi, giúp giùm những cơ sở này. Thứ nhất là Anh Nguyên Auto Body, chuyên môn làm đồng xe. Thứ hai là An Khang Mì Gia. Nếu quý vị tìm lại cái hương vị mà hủ tiếu ở vùng Chợ Lớn á, thì quý vị đến An Khang Mì Gia, nằm ở đường Santa Rara và cắt ngang đường số 7. Và cuối cùng là Anh Khang Taxi, anh chuyên môn đưa rước sân bay, trường học, đi hành hương. Đặc biệt giá rất là mềm mà cái người thì lái xe rất là vui vẻ và an toàn. Rất mong quý vị đến ủng hộ ba cơ sở thương mại này. Thưa quý vị, còn thì như Lệ Chi cũng có đề cập là đây là cái mùa sắp sửa bà con mình đi lễ, đi chợ để mà cúng lễ rồi đó. Thì lái xe cẩn thận, vô bãi đậu xe cũng cẩn thận, bởi vì chuyện va quẹt và chuyện tranh chấp rất là dễ xảy ra. Còn bây giờ thì xin tạm thời nói lời chia tay. Chào tạm biệt.